Mình chào quý vị các bạn quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay em có quay lại cửa đồng hồ thì có cũng một lô mới, cái hàng đồng hồ người ta có sale 85-86%. Trước thì một đợt thì em mua khá nhiều, hiện nay thì có một lô mới đưa ra cho quý vị cùng tham khảo. Đấy, cái giá thì tỷ giá man và Việt Nam đồng này là một đồng yên thì đổi lấy 222 Việt Nam đồng, nên cái giá người ta ghi đây thì chưa thuế nhân lên 1,1 và nhân với 222 thì sẽ ra tiền Việt Nam. Đây có cái con đồng hồ này nhiều bác cũng có sở thích này, John Harrison 044 VKB này, có dạy một cái đôi đang còn ấy ấy này, khi mà kim chạy thì là sẽ ấy một phát đấy. Rồi mặt sau đây là hồ cơ nhé, 50% off và special, và bên dưới này thì có ghi là 89% off. À, trên là ngoài 50% thì ở đây là giá thực tế nó sẽ giảm 89%, khoảng tầm 98 xuống 9 trên 8 9 trên 9 chưa thuế, thuế vào là hơn một man mốt, khoảng tầm 2 triệu 3 triệu 4. Thuế Việt Nam nó rơi tầm hơn 3 triệu chút. Rồi bên cạnh là những cái mã hồ trước em có lấy xong số anh chị em rồi, đồng hồ cơ tự động, con này thì chống nước sinh hoạt thôi, có mã gọi nó trên cái label của nó GH003 và GH014. Anh chị cô chú nào có nhu cầu thì chụp lại cho em cái màn hình, em sẽ đi ra mua lại thôi. Này có hai con đồng hồ màu vàng, trên kia có hàng rồi, trước nhiều anh chị hỏi nhưng mà nó hết hàng. Đấy. Dưới này này cũng rất là nhiều này, Mauro Gerardi. Mấy con này là đồng hồ chạy bằng pin, chọn chống nước sinh hoạt bình thường, cũng giảm giá rất là mạnh. Bên này cũng vậy, thì cái mã hàng nó có trên đấy và cái hãng của nó sẽ có đấy, thì em cũng tránh mất thời gian của anh chị cô chú em quay lướt qua, còn mã thì đấy anh chị cô chú có thể tự nhìn giúp em, và từng con nào chụp màn hình lại cho em là xong. Thanh toán thì nhiều anh chị có hỏi thanh toán như thế nào, thanh toán qua số tài khoản của Việt Phú tại Việt Nam, tên chính chủ, và thanh toán xong thì sẽ gửi hàng về tận nhà trong vòng một tuần cho đến 10 ngày gì đấy sẽ về đến Việt Nam và sẽ ship đến tận nhà cho quý vị anh chị của chú. Cái này là Daniel Wellington, có một số bác có hỏi mã nó giá của nó kìa, và đây là đợt này là sale vào X-Max và Christmas nên là cũng có sale rất là mạnh. Đây bây giờ man Japan mua mình này thì là công nghệ Nhật Bản, phải là có thể sản xuất tại Trung Quốc, lắp ráp tại Trung Quốc, công nghệ Nhật Bản, chất lượng Nhật Bản, và cái con này thì là sản xuất tại Nhật Bản luôn, trên nó có ghi là sản phẩm là theo tiêu chuẩn Nhật Bản, sản phẩm của Nhật Bản. Trong kia có hai con khá là đẹp, sang Nhật Bản Made in Japan này, cơ tự động là đẹp của hãng Fubo. Đấy, ở trong này quý vị. Đấy. Dưới này thì cũng có mấy em khác. Đồng hồ vạn năng luôn này. Khá là rẻ. Đây là của Dolce. Cũng sale rất là mạnh. Giờ toàn những hàng sale của tôi ở đây, cửa hàng này chuyên sale đồng hồ. Đây này nữa rất là đẹp, có mấy con rất là đẹp, cơ cước rồi tim gan phèo phổi, giá đây cũng rất là phải chăng, nhiều mẫu mã hình ảnh như quý vị anh chị cô chú thâu vào chọn. Và em xin quay lướt qua một số mã đồng hồ hôm nay có giảm giá nhân dịp Merry Christmas và cuối năm cho quý vị anh chị cô chú cùng tham khảo.
Vậy em xin trân trọng cảm ơn quý vị anh chị cô chú luôn ủng hộ theo dõi, và em xin hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.